chưa biết đâu rồi. Trong coi là đi tiếp cho mấy rồi. Em nghe anh. Anh vui. Nha. Không thoải mái như là đi tập mới. Anh đã sống nhưng duyên chỉ có. Cầm cái gì cơ? Nhịp vẽ ông cầm từ quất. Quả quất. Ông có đọc quất 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 thì bố ăn nằm. Nhịp vẽ nó anh ngọng. Chửi nước ngoài nó ngọng. Hỏi chỉ tôi, em dám chửi tôi nhé. Thách hoa mà cũng dám chửi. Mày tập đây. Điều này chỉ có anh Hùng thôi. Hai nhà có người hết. Có khi em làm thêm thôi. Mỗi ngày BTV 3 đúng không? BTV 3
sinh viên, trẻ sinh viên đây là gì nhá? Ừ. Đó. Các túi anh em thấy xong đỏ đỏ đấy, trẻ sinh viên. À, giống thẻ ký túc. Ừ, anh phải thẻ trước hả? Anh không có sinh viên thôi. Anh Quyến ơi. Anh Long. Thank you.